Bốn lô đất thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh có tổng diện tích 30.000 m2 được bán đấu giá với tổng giá trị lên đến 37.346 tỷ đồng, vượt xa mức khởi điểm. Các lô đất mang ký hiệu 35, 38, 39 và 312 được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh duyệt chủ trương bán đấu giá tháng 5 năm 2021. Cụ thể, lô đất đầu tiên ký hiệu 3 năm, diện tích 4.446,1m2. Lô thứ hai ký hiệu 39, diện tích 5.009,1m2. Lô thứ ba ký hiệu 32, diện tích 10.059,7m2. Lô thứ tư ký hiệu 38, diện tích 8.568,1m2. Mức đấu giá khởi điểm cho 4 lô đất được thành phố Hồ Chí Minh đưa ra ban đầu là 5.300 tỷ đồng. Sau buổi đấu giá, Thành phố Hồ Chí Minh đã bán đấu giá thành công với mức giá cao gấp 7 lần so với giá khởi điểm. Theo kết quả buổi đấu giá, lô đất mang ký hiệu số 32 được bán đấu giá thành công 24.500 tỷ đồng. Đơn vị trúng đấu giá là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao Việt. Lô đất mang ký hiệu 38 được đấu giá thành công ở mức 4.000 tỷ đồng thuộc về công ty cổ phần Sinmega. Lô đất ký hiệu 3 năm được đấu giá thành công 3.820 tỷ đồng thuộc về công ty CB Dream Republic. Lô đất 39 cũng có giá bán cao gấp 7 lần giá khởi điểm với 5.026 tỷ đồng và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Bình Minh thắng đấu giá.